mọi người đã, xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá của mình nhé bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ ra mình cho mấy bầy cá mình ăn, sẵn tiện mình sẽ cập nhật một số dòng cá còn bên mình nhé bạn. Đây là cái rổ mình vớt lên cho bạn xem nha. Đó, đây là dòng full gold, thì đây là nước tảo nha bạn. Ở trong các bể thì có cái bể này nó lên nước tảo nha bạn. Còn mấy cái bể đây thì nó nước trong. Đó, mình cũng hiểu tại vì sao. Đây là full gold bên mình. Đó, bạn thấy đã không? Full gold ribbon nha bạn. Đó, full gold ribbon. Giá chỉ có 60k một cặp thôi bạn, mà nó lên tay nha. Đó. Giá quá rẻ luôn các bạn. Đó, cá thì lên 70. Có nhiều con nó full nha bạn. Đây có nhiều con nó full lên tay bơi luôn. Đây là mái nha các bạn. Mái thì con to nha, còn trống thì mấy con là đỏ nó full tay bơi thì không nói rồi. Còn những con mái á, đó con mái như chẳng hạn con này nè. Đó nó chuẩn bị nó full tay nha bạn. Đó lên màu thì nó lên tới miệng luôn. À, nhìn rất là đã luôn. Giá chỉ có 60k một cặp nha bạn. Đó, giá 60k một cặp luôn. Thì còn cái lô này, đó thì được sâu thì sẽ không có giá này nha bạn. Đó, giá full gold ribbon 60k một cặp. Lên tay bơi, đó, size này size 3 tháng rồi. Đó. Đó, con này full tay nha bạn, nó full tay luôn. Đó, full gold ribbon bên mình bán 60k một cặp. Đó, giá quá rẻ luôn. Đây. Mình sẽ quay dòng tiếp theo. Dòng này là dòng blue tặc xăng nha. Đó, blue tặc xăng. Đó, mình quay mình kiểu top view này, nhìn mới sướng. Đó, ngắm cá mới đã nha các bạn. Đây dòng blue tặc xăng. Đó, size cá bên mình blue tặc xăng này nhìn bao đẹp luôn. Đó, đầu trên chóm xanh, hai tay bơi nó cũng lên màu xanh luôn nha bạn. Đó, blue tặc xăng thì giá chỉ có 40k một cặp thôi các bạn. Đó, giá quá rẻ nha. Đó. Bên mình bán cá giá rẻ này. Đó, cá đẹp nè. Đó, chất lượng cá rất ok nha bạn. Đó, mình sẽ bao cá tới tận tay các bạn luôn. Đó, mình ship tới toàn quốc nha các bạn. Mà nhưng mình nhận tiền trước, đó mình mới đi đơn. Đó, mình sẽ nói trước luôn cho các bạn. Đó. Này. Blue tặc xăng, giá chỉ có 40k một cặp thôi. Đó, size rất là to luôn nha các bạn. Đó, mái size rất là to luôn. Trống size rất là đẹp luôn. Đuôi vây nhìn xòe đẹp, hai tay bơi nó lên xanh, đầu xanh. Đó, màu rất là chuẩn nha. Đó, đây là những con cá tận tay mình xuống dưới trại mình lựa từng cặp lên. Đó, mình bán cho các bạn nha. Đó, thì bán cá giá rẻ luôn cho những anh em đó mới tập chơi. Đó, thì những dòng cá này rất là khỏe nha. Đó, mình nuôi không còn oxy mà cá nó vẫn khỏe. Đó. Đó, các bạn thấy không? Mình không có lọc hay là oxy luôn, mình chỉ có nuôi trong mấy thùng xốp thôi mà cá nó vẫn khỏe. Đó. Đây dòng tiếp theo. Đó, đây những dòng mà cá mình rất là thích luôn. Đó thì mình thích dòng nào thì mình sẽ bán dòng nấy nha các bạn. Đây là dòng tím mô sắc. Đó, tím mô sắc này trống nhìn rất là đẹp luôn. Đây, cái dòng tím này được nhiều anh em ở xa đặt để làm giống nha các bạn. Đó, cá mình ra chất lượng cá con rất là ok nha các bạn. Đó, không bị lai tạp này, không bị nhiễm nha. Đó, đây. Đó, mình bán cá rất là uy tín luôn, các bạn yên tâm. Đó, đừng sợ mà lừa đảo hay gì nha bạn. Đó, mình sẽ quay cá như thế nào thì mình sẽ bán cá cho các bạn như thế đó. Đó, trước khi đóng cá mình sẽ sâu lên cho quay lên cho bạn xem, được thì mình bắt gửi, còn được thôi nhá. Đây mà mình có cái mình phải nhận tiền trước mình mới đi đơn. Đó. Đây mình bán cá cũng tầm hơn 3 năm rồi nên các bạn yên tâm. Đó, cá bên mình chất lượng rất là đẹp luôn. Đây rồng tím màu sắc nha, 50k một cặp. Đó, trống mái nó có ri bông nha, ri bông thì mình bán 70 nha, còn gen thì mình bán 50. Đó, còn trống thì bên mình là full hết nha. Đó, full volatum hết, hai tay bơi lên hoa văn nhìn rất đẹp luôn. Đó. Nhìn quá đẹp nha, quá chuẩn nha. Thôi mình sẽ sâu dòng khác cho các bạn xem. Đó thì cá mình cũng gần hết là tầm cỡ tuần sau thì cá sẽ về tiếp tục về tiếp nha các bạn. Đó, cá mình bên mình về tiếp. Đây là tiếp tục lồng tím nè. Đó, lồng tím là cái lô cũ nha. Đó, còn vài cặp thôi. Đó, nhìn cũng rất là đẹp. Rồi đây là full gold gen. Đó, full gold gen. Đó, nói chung là full gold bên mình là bao la nhé bạn. Đó, siêu full gold luôn. Đó, cần số lượng bao nhiêu cũng có nhé bạn. Đó, full gold bên mình là size rất là đẹp luôn. Lên tay bơi nha, toàn bộ lên tay bơi nha. Đó, cái rất lanh luôn. Nó rất lanh, lanh quá. Rổ này chắc vừa cũng được mấy con này, nằm ở dưới đáy thôi. Đây, vượt đây có cặp đi. Đó, con mái nó lên tay nha bạn. Đó, mái lên tay, trống nó mập size rất là to luôn. Giá chỉ có 60k lộn xin lỗi cá giá chỉ có 30k một cặp thôi các bạn. Full gold gen là mái lên hai tay bơi, đó full lên tới miệng nha. Đó, trống thì size nó mập màu rất là chuẩn luôn.
Đó, dành cho những anh em nào cần, giá chỉ có 30k một cặp thôi. Đây. Bên này là full gold, mình có mấy khung lượng đó nha. Rất đã nha. Nó chạy hết. Đây. Đó, máy trống bên mình size rất là to luôn. Size này size tơ nha, lô size này size 2 tháng rưỡi nha. Đó, 2 tháng rưỡi. Đó, máy này máy là full tay nha, máy full tay nha. Đó, máy lên tay nha. Đây, giá chỉ có 30k một cặp thôi. Thì dòng xanh Indo. Đó, dòng xanh Indo nha. Đó, dòng xanh Indo nhìn rất đã nha. Nó lên xanh rè trên led luôn. Đó, thì dòng xanh Indo mình bán với giá là 50k một cặp thôi các bạn. Đó, mình mới ghép trong máy vô. Đó, máy đợt trước thùng bên đây. Thì mình mới ghép vô trong máy vô nha bạn. Size 50k một cặp. Nó trống nhìn ra rắn nhìn rất đẹp luôn. Đây mà dòng xanh Indo. Giá chỉ có 50k một cặp thôi các bạn. Đó. Quá đẹp. Hai tay bơi nó lên xanh, lên hoa văn da rắn luôn nha các bạn. Đó. Giống này giống chuẩn luôn nha bạn. Đó. Thì có nhiều anh em nói bán giá rẻ thì các chợ đồ thì không phải nha các bạn. Đó, thì nó đẻ ra thì các con nó vẫn giống luôn nha. Thì cá bảy màu này thì nó chia ra có loại 1, loại 2, loại 3. Thì loại 1 thì ví dụ vây đuôi, nó chơi theo kiểu vây đuôi, đuôi hắc mun thì có giá cao hơn. Đó, đây mình bán giá tầm trung nha các bạn. Còn như mà giá thủy sinh, cá thủy sinh thì cá khác nữa nha các bạn. Đó. Cá thủy sinh thì cá nó bị nhiễm màu nè hay bị cháy đuôi. Thì đưa vào thuộc dạng cá thủy sinh thì cá đó tầm có mấy nghìn con thôi các bạn. Đó. Rồi 50k một cặp rồng xanh Indo. Đó, mình bao giống chuẩn luôn cho các bạn nha. Đó. Rồi HB Retro thì còn tầm có vài cặp đó. Rồi HB Blue. HB Blue giá chỉ có 40k một cặp thôi các bạn. Này. Lên màu xanh rất là chuẩn luôn nha bạn. Đó. Mình sẽ cập nhật những dòng cá bên mình rất là liên tục. Cá mái đang ở màu nha. Bạn thấy không? Cá mái size rất là to luôn. Đó. Trống thì cũng rất là đẹp nha. HB Blue mình bán với giá là 40k một cặp thôi nha bạn. Đó, 40k một cặp thôi các bạn. Đó, nhìn rất là đã luôn. Con mái size rất là to nha. Còn trống và vây đuôi lên màu nhìn rất đẹp nha. Đó các bạn thấy cái đuôi nó này. Đó lên màu xanh nhìn rất đẹp nha bạn. Đó. HB Blue mình bán với giá là 40k một cặp nha. Combo rất teo nha bạn. Size này size 2 tháng rưỡi nha. Đó 2 tháng rưỡi mà trống tay bơi rất là to luôn các bạn. Đó. Đó cái lô này được hay về là con người con cá rất là ngắn luôn nha bạn. Đó người nó gần sọt luôn các bạn. Đó, người nó gần lên sọt luôn á. Mình bán với giá là 40k một cặp các bạn. Đó 40k một cặp Dumbo rất teo. Đây. Nói chung màu nó lên rất là chuẩn luôn, hai tay bơi nó xanh đậm nha. Không lạc nha các bạn. Đó. Mái thì bố mẹ đó. Cá giống thì đuôi hắc mun hết nha. Vây BDS, đó đây đời con. Đó. Size này size tơ thì vây đuôi nó cũng chưa bung mấy. Thì mình bán với giá là 40k một cặp. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổi rổ cho quay cho các bạn xem cái rổ xanh của mình đâu ta. Đây, cái rổ xanh của mình đây, mình sẽ quay những dòng cá màu đỏ nó sẽ nổi bật. Đó còn vài cặp đó coi red e nha. Đó còn đúng 5 cặp thôi các bạn. Đó thì đúng 5 cặp mình bán với giá là 40k cặp nha, tại vì size này size tơ nó đang lên tay thì mình bán với giá là 40k một cặp nha các bạn. Coi red e này đó. Bạn thấy size còn rất là tơ thì đầu rất là đậm nha, sâu nha. Đó có con này nó đang lên tay nè, thì các bạn về nuôi tầm có 3 tháng thì nó sẽ full tay này, nó lên lưng rất là sâu luôn. Đó. Rồi coi red e size tơ mình bán với giá là 40k một cặp nha, đang lên tay nhìn rất là đẹp luôn. Đó, giống nhìn mập mập nha bạn. Đó mập nó mập mập luôn. Rồi, mình sẽ qua quay full red cho bạn xem. À coi red e này, HB Blue, HB Retro chứ quên. Đây nãy cái rổ màu đỏ thì các bạn không thấy. Đó bây giờ các bạn thấy cái màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. HB Retro 30k một cặp nha bạn. HB Retro mình bán với giá là 30k một cặp. Nó trống mái size rất là to luôn. Cái vây trên thì nó bung vài bữa nó bung lên nó đẹp luôn nha bạn. Đó, chỉ có 30k một cặp thôi. Cá này rất là trâu bò nha, khỏe rất là khỏe luôn.
Rồi quay lại với dòng full red đó. Đó, full red bên mình là bao đẹp nha. Ribbon. Ribbon bán 50k một cặp, gen bán 30k nha. Đó, trống nó lên người đỏ lè đỏ lét luôn. Full red bên mình trống nó lên tay bơi nha các bạn. Đây, còn có con ribbon này nó bầu ống nóc luôn các bạn. Đó, giá chỉ có 30k một cặp thôi. Ribbon thì 50k nha. Đó thì nói chung trong thùng này gen thì cũng hết rồi, còn toàn ribbon. Đó thì mình bán với giá 50k một cặp nha các bạn. Đó, full red ribbon bán với giá 50k một cặp. Đây, quay cận cảnh cho bạn xem luôn, đỏ lè đỏ lét luôn các bạn. Nhìn rất đã. Đây. Rồi thôi, video mình cũng xin kết thúc ở đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký đồng hồ kênh các bạn. Đó thì mình có để cái số điện thoại và số Zalo bên góc màn hình. Các bạn nào mà mua thì cứ liên hệ, nhắn tin vào Zalo mình. Đó, mình sẽ rep tin nhắn các bạn. Đó, mình sẽ gửi cá tận nhà cho các bạn nha. Đó, xin chào các bạn, hẹn các bạn trong các video tới.